trang là một trong những sinh viên năm cuối ngành luật cô vừa xinh đẹp vừa thông minh được nhiều người biết đến như một trong những hoa khôi của trường nhiều chàng trai từ những ngày khác nhau đều muốn chinh phục trái tim của cô nhưng trang không hề mảy may quan tâm đến ai cả bởi trong lòng cô chỉ có một mình quân bạn học cùng lớp từ những ngày đầu đại học quân là một chàng trai không chỉ có ngoại hình điển trai mà còn rất tinh tế và lịch thiệp khiến cho không ít cô gái trong lớp ngưỡng mộ. Quân cũng có tình cảm với Trang và không ngừng tìm cách để gần gũi và chinh phục cô. Anh biết rằng mặc dù có nhiều đối thủ vượt trội về mặt tài chính, nhưng tình cảm chân thành mới là thứ khiến cho Trang xúc động. Một ngày đẹp trời, Quân quyết định mở lòng mình tỏ tình với Trang, cô đã đồng ý ngay lập tức, khiến Quân cảm thấy như mình đang bay bổng trên mây. Tình yêu của họ khiến bao người ngưỡng mộ họ luôn ở bên nhau như hình với bóng. Sau 4 năm học chung, cả hai chuẩn bị tốt nghiệp, họ đều hứa sẽ sớm ổn định công việc để có thể tiến tới hôn nhân. Trang dễ dàng được nhận lời mời làm việc từ một công ty lớn và Quân cũng không mất nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng tại một công ty gần đó. Tuy nhiên, số phận lại muốn thử thách tình yêu của họ. Sau khi làm việc được một thời gian, Trang được công ty cử đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một khóa đào tạo chuyên sâu. Trang đã thảo luận và cả hai đều đồng ý rằng cô sẽ ở lại đó trong 6 tháng. Cả hai tin rằng đây chỉ là thử thách nhỏ để kiểm chứng tình yêu của mình. Tuy nhiên, khoảng cách đã tạo ra sự khó khăn không ngờ. Trong thời gian Trang vắng mặt, Linh, một người bạn cũ từ thời cấp 3 và cũng là bạn cùng phòng của Trang tại đại học, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Quân. Mặc dù không mấy nổi bật như Trang, Linh luôn cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không được như Trang. Sự ghen tị đã dần dần chuyển thành căm ghét khi Linh nhận ra rằng cô ấy đã phải lòng Quân. Người mà cô ấy chỉ được biết đến qua những lời kể của Trang. Từ một tình bạn đơn thuần, mầm mống của tình yêu không lối thoát đã bắt đầu nảy nở trong lòng của Linh và cô quyết tâm không từ thủ đoạn để có được quân cho riêng mình những suy nghĩ độc ác và tiêu cực liên tục ám ảnh linh biến cô trở thành một con người không còn nhận ra chính mình sau một buổi nói chuyện linh khuyến khích trang thoải mái đưa bạn trai quân đến chơi nhưng thực chất linh muốn có cơ hội tiếp xúc và gần gũi với quân nhiều hơn trong các buổi hẹn linh luôn tìm cách can thiệp phá vỡ không khí và tán tỉnh quân không ngừng tuy nhiên trong mắt của quân chỉ có trang khiến những nỗ lực của linh đều trở nên vô vọng khi biết rằng trang sẽ đi công tác ở miền nam một thời gian linh nhận ra cơ hội của mình đã đến việc cách trở về mặt địa lý khiến cho việc thể hiện tình cảm giữa quân và trang trở nên khó khăn hơn trong khoảng thời gian này linh luôn lợi dụng danh nghĩa là bạn của người yêu quân để tiếp cận anh từ việc mời anh đi cà phê đến cùng nhau ăn uống và không ngừng nói xấu Trang để làm Quân mất lòng tin vào bạn gái. Trong một lần ở trong một quán bia, Linh bắt đầu kể cho Quân nghe về những chuyện được bịa đặt về Trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ấy, cô có một trưởng phòng giàu có tỏ tình với cô. Linh cố tình làm mặt buồn để kích thích sự tò mò của Quân. "Sao thế? Cứ kể tiếp tục đi." "Có, có một chuyện không biết em có nên nói với anh không." cứ nói đi đừng ngại qua nhiều lần trò chuyện quân đã bắt đầu coi linh không chỉ là bạn của trang nữa mà còn là bạn của chính mình linh đã trở thành người mà anh tìm đến để tâm sự làm anh cảm thấy bình yên trước khi đi trang có gọi cho mình nói rằng cô ấy đã chán ngán mối quan hệ này cô ấy nói khi nào đó sẽ tìm một người phù hợp để kết hôn mấy hôm trước trang còn gọi cho mình rằng ông trưởng phòng đó tỏ tình với cô ấy Trang đang lưỡng lự không biết nên chọn ai, nhưng cô ấy nói nếu kết hôn thì có thể vẫn sẽ về thăm bố mẹ được. Quân cảm thấy đau đớn không thể tin vào những gì mình nghe được, nhất là khi anh và Trang vẫn còn hứa hẹn một đám cưới trong tương lai. Khi mình hỏi Trang về anh, Trang nói rằng anh chỉ là một trong những lựa chọn của cô ấy thôi, chưa có gì chắc chắn cả. Lòng Quân đau nhói nhưng anh vẫn không muốn tin tất cả những lời của Linh nói bởi anh yêu Trang và tin tưởng cô. Dù chỉ có vài ngày nghỉ để anh vào thăm Trang ở thành phố Hồ Chí Minh, họ không thể thể hiện tình cảm nhiều như trước. Nhưng những lời dối trá của Linh càng ngày càng khiến quân hoài nghi. Trong lúc suy tư, Linh cắt ngang suy nghĩ của quân. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy ạ? À? à không, không có gì. Quân tiếp tục uống thêm vài lon bia nữa, Linh cảm thấy liền an ủi. Có lẽ Trang vẫn còn yêu anh đấy. Nếu không thì sao có thể đến bên anh 4 năm được Đừng suy nghĩ quá Có lẽ chỉ vì cô ấy thấy cái lợi trước mắt Mà làm mờ mắt thôi Quân vừa nói vừa gục xuống bàn Linh biết mình đã thành công trong việc Trồng những suy nghĩ tiêu cực về trang vào quân Trên đường về Linh để quân tựa đầu vào vai của mình Và lén hôn anh Tài xế taxi chú ý và mỉm cười rồi nói Cháu và anh ấy không phải là một đôi Phải không Sao chú biết ạ nhìn cái cách cháu nhìn vào hôn anh ấy mới biết nếu là bạn trai cháu đã không có cái nhìn đó rồi anh ấy sẽ là của cháu chỉ là muộn một chút thôi ạ à. tài xế không nói gì thêm chỉ mỉm cười làm cho linh bối rối nếu không phải vì quân quá say xỉn linh có thể đã làm những việc tồi tệ hơn tuy nhiên cô không vội vàng gì cả bởi vẫn còn nhiều kế hoạch khác để thu hút quân về phía mình đôi lúc linh tự hỏi tại sao mình lại đi xa đến mức này nhưng suy cho cùng nếu nó giúp cô đạt được mục đích thì có cô không ngại gì cả khi về đến phòng trọ của quân linh nhờ bạn anh là tuấn giúp đỡ đỡ quân vào trong phòng cô lướt ánh mắt qua góc phòng và chú ý đến khu vực cạnh giường của quân nơi đó có một góc treo ảnh của quân và trang chụp chung dưới đó là những món quà trang tặng cho anh một nỗi ghen tị nhẹ hiện lên trong đầu của linh nhưng cô không để lộ ra ngoài linh thầm nghĩ đáng lẽ người đó phải là tao chứ không phải mày trang ạ à. nhưng không sao sớm thôi tao sẽ là người thay thế mày trong bức ảnh này sau khi chào tạm biệt tuấn linh ra về trong lòng tự tin rằng mình đã thành công khiến quân tin vào lời nói của mình sáng hôm sau khi quân đang ngủ anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đó là trang gọi alo quân à sáng sớm sao em gọi có chuyện gì thế không chỉ là em nhớ anh nên muốn nói chuyện thôi sao nghe giọng anh mệt mỏi thế à tối qua anh có uống một chút rượu nghe vậy trang bắt đầu lo lắng anh đi với ai thế ạ à? anh đi với bạn thôi sao em hỏi nhiều thế anh không làm gì sai cả mà em phải lo đâu giọng quân bỗng nhiên cáu gắt một phần vì mệt một phần vì những điều linh đã nói ơ ờ, anh sao thế em chỉ hỏi thăm thôi mà thôi được rồi anh phải đi làm đây quân vội vã kết thúc cuộc gọi để lại trang trong trạng thái bối rối và lo lắng cô không hiểu tại sao quân lại cáu gắt như vậy có lẽ do anh uống say đến công ty trang vẫn còn bận rộn với công việc nhưng lòng vẫn nghĩ về quân vào buổi tối khi cô gọi lại cho anh quân không bắt máy khiến cho trang càng lo lắng đến sáng hôm sau cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ quân trong giờ nghỉ trưa, trang cuối cùng cũng liên lạc được. hôm qua anh đi đâu thế? sao em gọi mãi không được? em lo lắm. anh không sao, chỉ là đi uống một chút với bạn thôi. trang nghe giọng của quân có vẻ khàn khàn. em nhớ anh quá. từ hôm nay em tan làm sớm, nên anh nhớ gọi cho em nhé. ừ, anh biết rồi. thế thôi, anh nấu cái gì mà ăn đi, rồi nghỉ ngơi. em yêu anh quân tắt máy mà không nói gì thêm khiến cho trang càng cảm thấy lo lắng thái độ của quân đã thay đổi đột ngột khác hẳn lúc họ vui vẻ khi còn bên nhau điều này khiến cho trang không khỏi băn khoăn lo sợ có điều gì đó không hay xảy ra với quân mà cô không biết những ngày tiếp theo trang là người luôn chủ động gọi điện cho quân nhưng ít khi anh phản hồi trang lo lắng liệu mình đã làm sai điều gì khiến cho quân thay đổi cô quyết định sẽ không để mọi chuyện tiếp tục mơ hồ nữa một buổi tối, chàng gọi cho quân và bắt đầu cuộc trò chuyện. Tại sao dạo này anh lạnh nhạt với em vậy? Anh không hài lòng điều gì ở em à? Không, anh bình thường mà. Em cảm thấy anh đối xử với em không còn như trước. Có phải anh đang giận em không? Câu này á, anh phải hỏi em mới đúng đấy. Trang ngạc nhiên. Em đã làm gì sai? Dù bận đến bấy, em vẫn cố gắng gọi cho anh. Hay là anh đã quên mất lời hứa của chúng ta rồi? Khi em về, chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Em có chắc là còn muốn cưới anh không? Anh chỉ sợ em thay đổi quyết định thôi. Giọng của quân lộ rõ, vẻ mệt mỏi và lo lắng. Trang hiểu rằng rằng có lẽ những lời Linh nói đã khiến cho quân bối rối và mất niềm tin. Để giải quyết mọi hiểu lầm, Trang quyết định sẽ về sớm hơn dự kiến để nói chuyện trực tiếp và làm rõ mọi chuyện với quân. Hy vọng rằng tình yêu và sự tin tưởng của họ có thể được phục hồi. Quân không hết yêu Trang, nhưng anh không dám đối diện với những gì mình nghe được về cô, không dám hỏi trực tiếp vì sợ mất Trang, nhưng Quân không biết rằng sự im lặng và không chia sẻ cảm xúc của mình đã khiến cho mối quan hệ của họ ngày càng trở nên xa cách. Một ngày không chịu nổi sự lạnh nhạt từ Quân, Trang quyết định nói ra. "Sao dạo này anh trở nên lạnh lùng như vậy ạ? À? Anh không hài lòng điều gì ở em à?" "Không, anh bình thường mà." em thấy anh đối xử với em không còn như xưa em mới là người anh nên hỏi câu đó đó trăng hơi bực mình em làm điều gì sai à dù bận đến mấy em vẫn cố gắng gọi cho anh hay là anh quên mất lời hứa của chúng ta hay là em có chắc chắn muốn lấy anh không anh chỉ sợ em muốn thay đổi đấy anh yên tâm em chắc chắn em đã đếm từng ngày để được trở về bên anh em không đùa đâu dù cảm thấy khó chịu với những câu nói vô tâm của quân nhưng vì yêu anh trang không muốn làm to chuyện tuy nhiên cô bắt đầu cảm thấy ăn không ngon người cũng gầy đi trông thấy chỉ còn ba ngày nữa trang sẽ về cô không muốn quân nhìn thấy bộ dạng này ngày hôm sau trang quyết định đi khám bác sĩ và cô nhận được một tin bất ngờ chúc mừng cô cô đã có thai thai nhi được hơn một tháng rồi Trang ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô vào quân gần gũi khi anh đến thăm cô dịp nghỉ lễ. Cô muốn báo tin ngay cho quân nhưng sau đó quyết định sẽ giữ bí mật này làm bất ngờ khi về. Trong khi đó, Linh đã lấy cớ đường ống nước của nhà cô bị hỏng để nhờ quân qua sửa chữa giúp. Quân đồng ý nhanh chóng. Anh đến rồi đây. Sao gọi là anh tới ngay? Ừ, vừa ăn xong nên anh rảnh. Không có việc gì làm mà, vậy vào xem giúp em cái vòi nước nhé để anh xem thử xem linh đi theo sau quân vào phòng tắm nhìn bóng lưng cao lớn của quân linh không nhìn được mà giả vờ trượt chân ngã vào lòng anh ôi xin lỗi anh em trượt chân không sao em không sao là tốt rồi đường ống đã sửa xong em kiểm tra xem có ổn không ổn rồi cảm ơn anh anh ngồi chơi với em một chút dù biết có hai người trong phòng quân vẫn ngồi lại vì lòng anh đầy tâm sự Mấy hôm nữa Trang về, anh sẽ phải hỏi cô ấy thật rõ về những chuyện cô ấy đã làm. Anh cảm thấy rất khó chịu. Linh nghe tiếng liền lo lắng. Anh nhớ nói nhẹ nhàng và giữ lời hứa, không tiết lộ chuyện này cho Trang nhé. À, hôm qua Trang có nói là trưởng phòng tổ chức tiệc chia tay cho cô ấy đấy, mà em thấy lạ thật đấy, mới làm chưa lâu mà đã có tiệc chia tay, không biết có ai khác tham gia không hay chỉ có hai người thôi. Hai người thôi à? Vâng nhưng cô ấy đã nói rõ với anh là chỉ muốn lấy anh thôi thật tốt nếu vậy nhưng anh không muốn vội vàng kết hôn trong khi trong lòng còn nhiều băn khoăn thả chậm một chút nhưng phải chắc chắn là đúng người linh luôn chắc liệu những lời nói của mình có đủ sức thuyết phục quân từ bỏ ý định kết hôn với trang hay không cô tiếp tục nói nay em nghỉ làm định đi mua cái bếp ga mới cái cũ không ổn lắm quân đi cùng em có được không Tối nay chúng ta đi cùng sau giờ làm nhé. Được, không vấn đề gì. Đúng như lời hẹn của hai người, Quân vừa tan làm liền vội vàng vào đến phòng trọ của Linh và đi cùng cô đi mua sắm. Trang mới là người bạn gái thực sự của Quân, nhưng thời gian gần đây, anh gặp mặt và tâm sự với Linh nhiều gấp mấy lần so với số thời gian anh dành cho Trang. Đối với Linh bây giờ, anh tìm thấy thoải mái, còn Trang anh lại cảm thấy muốn trốn tránh quân hành động như vậy không phải là vì anh đã dành tình cảm cho linh mà chỉ đơn giản là anh cảm thấy ở bên cạnh cô giống như một người bạn anh có thể thoải mái tâm sự linh lại hiểu nhầm đó là dấu hiệu quân đang bật đèn xanh với cô nên cô vẫn tiếp tục âm mưu đưa quân vào chồng sau khi hai người đi mua sắm xong thì linh có ý cùng nhau đi uống bia để trả công quân đã giúp cô tất nhiên quân cũng không hề từ chối còn linh thì nhân cơ hội tiếp tục dỉ vào tai quân những lời nói khó nghe với những mong muốn sẽ có thể thuyết phục được quân đổi ý cứ nghe đến tên trang là quân lại trở nên u sầu anh cứ liên tục uống bia như uống nước lã ý đồ của linh khi rủ quân đi uống bia là để anh say vừa phải thôi và để khiến anh không còn đủ nhận thức để phân biệt rõ cô và trang rồi lên giường với nhau nhưng quân uống quá nhiều khiến cho linh chẳng thể nào ngăn cản nổi Cuối cùng Quân lại uống say tới mức ngủ gục luôn ngay tại quán. Linh tức giận vì đã hai lần có để vụt mất cơ hội trở thành người phụ nữ của Quân và bắt anh chịu trách nhiệm với cô. Linh lại phải đưa Quân về phòng trọ trước ánh mắt đầy hoài nghi của anh Huy cùng phòng trọ với Quân. Anh Huy vừa cười vừa treo chọc. Ồ, Quân nó đổi người yêu rồi đấy à? Mấy hôm nay cứ thấy cô Linh hay đưa Quân về nhỉ? Về lại còn say bí tỉ nữa chứ nhưng mà trên bàn của quân vấn đề ảnh của anh ấy với cô gái khác mà em là ai trong cuộc đời của quân thế em và anh quân chỉ là bạn thân thôi anh ạ thực sự là bạn thân hay là em có tình cảm với quân nhưng không chiếm được nên mới dùng danh nghĩa bạn thân để ở cạnh anh ấy tùy anh anh nghĩ thế nào thì nghĩ có thể vài hôm nữa em sẽ lại trở thành người yêu của anh quân cũng nên linh vẫn tự tin rằng mình có cơ hội để chiếm được trái tim của quân cô cũng rất ghét kiểu mập mờ không rõ ràng này và quyết tâm hơn bao giờ hết cô muốn trở thành người yêu của quân suốt những năm đại học sống cùng nhau chàng không chỉ đơn thuần coi linh là bạn mà còn như một cô em gái trong nhà nhưng điều đau lòng là chỉ có mình trang trân trọng mối quan hệ này trong khi người mà cô xem như em gái lại đang từng giây từng phút âm mưu chiếm đoạt tình yêu của đời cô sau các tháng công tác trang trở về hà nội với niềm vui được đoàn tụ với người thân yêu cô nói với quân và linh rằng mình sẽ về vào ngày mai để tạo bất ngờ vừa rời khỏi sân bay trang đã vội bắt taxi đến phòng trọ của quân khi đến nơi cô nhẹ nhàng gõ cửa có phải lại linh đến rủ mày đi nhậu không em em không chắc nữa quân đứng bật dậy mở cửa không nghĩ linh sẽ đến bất ngờ như vậy nhưng cũng không nghĩ đến ai khác cửa mở quân ngỡ ngàng khi thấy trang cô ôm chặt lấy anh ngay khi cánh cửa mở ra bất ngờ chưa là em đây em nhớ anh quá anh cũng thế sao em nói mai mới về mà thì em muốn tạo bất ngờ cho anh thấy vui không trang bỏ qua mọi lời đồn đại mà linh đang tiêm nhiễm vào đầu của quân khi thấy trang với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chân thành mọi nghi ngờ trong lòng của quân tan biến họ ôm nhau thật chặt lãng quên mọi thứ xung quanh kể cả sự hiện diện của Huy. Sau một hồi, Huy ho khan giả vờ để nhắc họ, cả hai mới chú ý lại. Trang vào nhà và cùng ăn tối với Quân và Huy. Cô kể về những câu chuyện vặt vãnh trên máy bay và bữa tiệc chia tay ở công ty. Quân hỏi: trưởng phòng tổ chức tiệc chia tay cho em à? Ơ, sao anh biết? Em chưa kể mà. Đúng vậy, phải làm việc rất tốt mới được trưởng phòng tổ chức tiệc đấy. Hôm đó ạ cả phòng em đều tham gia em rất hạnh phúc quân thấy yên tâm hơn khi biết nhiều người tham dự bước tiệc mà em không mua quà gì cho anh à hôm trước em hứa mua quà lớn cho anh cơ mà em có một tin vui mà nghĩ rằng có nó sẽ không cần quà nữa đâu trang lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi của mình rồi đưa cho quân em không biết nên tặng anh món quà này trước mặt anh huy không nhưng em sợ anh ấy ghen đấy anh huy không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm đâu mở ra xem nào đoán xem trong này là cái gì chắc là vòng tay nhở mở ra xem đi quân mở hộp và thấy một que thử thai hiện lên hai vạch anh nhíu mày sao sao lại tặng anh que thử nhiệt độ trời ơi anh ngốc quá đây là que thử thai đấy hai hai vạch là sao nghĩa là em có thai đứa bé được hơn một tháng rồi Quân bảng hoàng không thể tin nổi, anh nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Trang và trong chốc lát mọi lo lắng nghi ngờ đều tan biến. Họ ôm nhau thật chặt, hạnh phúc với tin mừng mới. Anh cảm thấy như là vừa trúng số độc đắc ấy Trang ạ. À. Anh sẽ gọi cho mẹ để xem ngày cưới luôn. Chẳng muốn chờ đến khi bụng Trang to, em lại ngại không dám mặc váy cưới. Anh không bận tâm nếu em mập lên và có vẻ ngoài khác khi mang thai chứ? Em làm sao có chuyện đó được Trong mắt của anh Trang mãi là người phụ nữ xinh đẹp nhất trái đất này Trang cảm thấy nhẹ nhõm Và mỉm cười mãn nguyện Khi thấy quân chia sẻ niềm vui chẳng kém cô Khi biết tin mình mang thai Anh thậm chí đã sẵn sàng Đưa ra kế hoạch cưới xin Khiến Trang dù lo lắng về những sóng gió Trong mối quan hệ của họ Nhưng cũng cảm thấy an tâm Biết mình đã chọn đúng người Quân thực sự là một người đàn ông lý tưởng Dành cho cô Huy, người bạn thân của quân quan sát hai người và không giấu nổi niềm vui. Thế là yên tâm rồi đấy, cậu em của tôi chẳng những tài giỏi mà giờ còn chuẩn bị làm bố nữa. Bây giờ những cô nàng vẫn lăm le quân, chắc cũng phải trùn bước thôi. Chàng với vẻ tinh nghịch rồi hỏi. Có cô nào đang theo đuổi anh quân phải không ạ? Khi em không có ở đây ấy. À, anh chỉ đùa thôi mà. Nếu có thật thì anh phải ngăn lại ngay đấy nhớ. Em đã chờ trông từng chút từng chút một trước khi đi cơ mà. Tiếng cười vang lên trong căn phòng tạo không khí vui vẻ. Trang ở lại đến tối muộn, sau đó được quân trở về. Linh, bạn cùng phòng của Trang, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Trang trở về và càng bất ngờ hơn khi thấy quân đưa Trang về với một nụ cười rạng rỡ Dù trong lòng đang bốc lửa, nhưng vẻ ngoài của Linh vẫn cố gượng cười và tỏ ra hạnh phúc khi được đoàn tụ với Trang sau khi quân về trang bắt đầu kể lại chuyện cô về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho quân cô không ngần ngại chia sẻ chuyện đã có thai được hơn một tháng và kế hoạch tổ chức đám cưới gấp của hai người trang nói liền tù tì mà không để ý đến vẻ mặt ảm đạm của linh cuối cùng khi nhận ra sự im lặng của linh trang lo lắng hỏi sao thế mày có vẻ không khỏe mày ốm à ừ tao cảm thấy hơi mệt ấy vậy mẹ lên giường nghỉ ngơi đi tao nói nhiều quá mà lại không để ý đến mày trang vẫn hồn nhiên hát ca trong lúc tắm tâm trạng lơ lửng trên mây trong khi đó linh quấn kín mình trong chiếc căn cố gắng không để lộ vẻ mặt khó chịu và không muốn nghe thấy tiếng nói của trang cảm thấy như mọi nỗ lực của mình trước đây đã trở thành công cốc sau khi trang trở về cùng với sự xuất hiện của đứa bé trong bụng linh không thể không cảm thấy tủi thân khi thấy trang có được hạnh phúc với quân cô bất giác nghiến răng tự hỏi Tại sao sau hơn một năm quen biết, mặc dù đã có nhiều lần gặp gỡ khi Trang vắng mặt, Quân vẫn không hề có cảm xúc với mình. Linh tự hỏi tại sao, ngay cả khi Quân đang lưỡng lự về mối quan hệ với Trang, anh lại quyết định nhanh chóng tiến tới hôn nhân ngay khi cô trở về. Linh không thể hiểu nổi điều gì ở Trang mà đã làm Quân mê mẩn đến thế. Những ngày sau đó, Linh báo ốm và nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi, khiến Trang vô cùng lo lắng nhưng với bao bận rộn chuẩn bị cho đám cưới trang không thể chăm sóc linh thường xuyên linh lấy điều này làm bằng chứng cho rằng trang chỉ là người ích kỷ luôn nói với người ngoài rằng họ là bạn thân nhưng khi cô ốm thì lại bỏ mặc như người dưng khi đám cưới của trang và quân được tổ chức chỉ hai tuần sau khi thông báo tin có thai linh là người đầu tiên nhận được thiệp mời từ trang dẫu vậy linh đã tìm cớ phải đi công tác để tránh không tham gia đám cưới của trang và quân đối với linh việc này không chỉ là một sự thất bại cá nhân mà còn là sự tự bảo vệ để không phải chứng kiến hai người bạn thân nhất của mình hạnh phúc bên nhau trong lễ đường linh không tin rằng mình có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến trang và quân nắm tay nhau bước vào cuộc đời chung vì vậy cô quyết định không tham dự để giữ phần nào danh dự cho mình lễ cưới của trang và quân diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc với sự tham dự của bạn bè và gia đình hai bên trong khi mọi người đều vui mừng chúc phúc cho cặp đôi linh lại trốn lại ở trong một căn phòng một mình uống rượu một mình để quên đi nỗi đau ngay cả khi trang gửi lời mời chân thành mong muốn người bạn thân nhất có mặt trong ngày trọng đại linh vẫn quyết định không hiện diện vì không muốn nhìn thấy hạnh phúc của người khác làm tăng thêm cảm giác cô đơn và tủi thân của mình sau khi lễ cưới kết thúc trang và quân dành một tuần trăng mật ngắn ngủi bên nhau sau đó cả hai lại trở lại cuộc sống hàng ngày tại một căn hộ mới ở thành phố trong khi đó linh tiếp tục với thói quen uống rượu mỗi đêm dằn vặt bởi những gì có thể xảy ra nếu cô không để mất quân vào trong tay của trang linh tự hỏi liệu mình có bao giờ có thể vượt qua được sự ghen tị và đau khổ này không khi mỗi ngày cảm thấy mình xa cách hơn với hai người bạn mà cô từng coi là thân thiết nhất. Những tin nhắn của Linh tuyệt vọng gửi cho quân trong đêm khuya, mong muốn anh đến tâm sự khi cô cảm thấy cô đơn nhất lại không nhận được sự hồi đáp. Quân dù bận rộn với cuộc sống mới nhưng vẫn quan tâm đến bạn, chỉ có điều anh không thể phân tâm từ gia đình nhỏ của mình. Cuối cùng, Linh nhận ra rằng mình cần phải tìm cách tiếp tục cuộc đời mình bất chấp những tình cảm còn sót lại để không còn bị ảnh hưởng bởi một tình yêu không bao giờ thành linh đang thẫn thờ ngồi một mình thì nhìn thấy quân tới cô nở một nụ cười tươi anh đến rồi đấy à em có chuyện gì mà ngồi đây một mình thế này em đang thất tình lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nên chắc anh không biết nhở anh xin lỗi dạo này anh bận rộn với lễ cưới quá nên không thể đến gặp em được linh luôn xuất hiện và an ủi quân trong những lúc anh bối rối nhất vậy mà bây giờ anh mới tới ai khiến em thất tình thế thực ra em đã thầm yêu một người khá lâu rồi người đó mới kết hôn gần đây nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa à mà em thấy trang vội vàng muốn kết hôn với quân em tò mò lắm đấy trang đã mang thai rồi nên quân phải nhanh chóng tổ chức lễ cưới để cô ấy không cảm thấy thiệt thòi so với những cô dâu khác chứ Quân tuy không hiểu nhiều về tâm lý phụ nữ, nhưng cũng biết rằng phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm, anh không muốn Trang lo lắng về cái thai trong bụng mà sẽ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi có con. Nhưng Quân không nghi ngờ về đứa bé sao? Làm sao anh chắc chắn được đó là con của mình mà không phải là của người khác? Em đã từng kể cho anh về những người đàn ông khác tán tỉnh Trang, nếu Trang có con với ai khác thì chắc chắn người đó sẽ chịu trách nhiệm và lấy cô ấy làm vợ ngay. Trang không cần phải tìm về để bắt anh đổ vỏ đâu. Anh hoàn toàn tin tưởng Trang. Bây giờ Quân và Trang đã kết hôn, anh quyết định tin tưởng người bạn đời của mình và cùng nhau sống thật tốt. Linh chẳng những không thể khiến Quân dao động mà còn bị anh làm cho thất vọng. Trong đầu của anh bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Trang, Linh giả vờ tươi cười. Nếu anh có thể tin tưởng Trang như thế thì tốt quá rồi. Hôm nay chúng ta uống với nhau một bữa thật sảng khoái đi coi như là lời chúc mừng muộn của em vì hôm lễ cưới em không thể đến tham dự chúc vợ chồng quân trăm năm hạnh phúc nhé cảm ơn em dù biết ở nhà vợ vẫn đang chờ nhưng linh cứ nhiệt tình mời quân đến hết trai này đến trai khác với đủ lý do nên quân cũng khó từ tử chối tửu lượng của quân không cao nên anh nhanh chóng say khác với những lần trước Lần này, Linh không còn tử tế đưa Quân về nhà mà dẫn anh vào một nhà nghỉ bình dân gần đó. Quân say đến mức không biết gì, và dù Linh đã đưa Quân vào đó, cô cũng chẳng làm được gì. Linh đã lột hết quần áo của cả hai và chụp vô vàn những bức ảnh khỏa thân của mình và Quân, sau đó gửi cho Trang. Sáng hôm sau, Quân mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, mọi thứ trong căn phòng đều khác lạ anh quay sang và thấy linh đang gục đầu vào lồng ngực của anh ngủ ngon lành quân vẫn nghĩ đó là trang nên gọi dậy trang à em mau dậy đi vợ chồng mình đang ở đâu thế này nghe giọng của quân linh tỉnh dậy tươi tỉnh nói anh dậy rồi hả quân quân hoảng hốt khi nhận ra người phụ nữ bên cạnh không phải là vợ của mình mà là linh chuyện quái gì đang xảy ra thế này tại sao em lại ở đây thế còn trang đâu đây là nhà nghỉ đâu phải phòng của anh và trang hôm qua chúng ta đã qua đêm cùng nhau ở đây không thể nào có chuyện đó được em đã cố gắng ngăn cản rồi nhưng anh quá mạnh nên em chẳng thể chống cự được chính anh đã nói thích em mà không thể nào từ trước đến giờ anh chỉ thích một mình trang thôi em em chưa bao giờ anh xem em hơn một người bạn cả nhưng dù có như vậy anh cũng không thể nào phủ nhận chuyện anh đã làm tối qua với em được chứ thôi để hôm sau mình nói chuyện đi bây giờ anh phải về với trang cả đêm hôm qua anh không về chắc chắn trang sốt ruột lắm quân mặc vội quần áo và rời khỏi đó mặc cho linh cứ nặng nặc đòi anh nói với cô một lời giải thích về màn kịch do chính cô giàn dựng linh tức giận bởi ngay khi mở mắt ra người đầu tiên quân nghĩ đến vẫn là trang nhưng cô tự tin rằng khi anh quay về thái độ của trang sẽ không còn như trước quân về đến nhà và suy nghĩ nên viện cớ gì để trang không nghi ngờ tất nhiên anh không thể cai thật cái chuyện đã ở cùng linh suốt đêm anh cũng cảm thấy kỳ lạ khi cả đêm qua anh không về nhưng trang không gọi hay nhắn tin cho anh chắc chắn là cô đang giận lắm quân mau chóng mở cửa tiến vào thấy vẻ mặt lạnh tanh của trang khiến cho anh sợ hãi anh xin lỗi em hôm qua anh với huy uống xe quá nên huy đã đưa anh về phòng trọ cũ chắc cả đêm hôm qua em đã lo lắng lắm em không lo lắng mà chỉ thất vọng thôi quân bối rối anh biết anh sai rồi để chuộc lỗi hôm nay anh sẽ dành cả ngày ở bên em trang nhìn quân với ánh mắt lạnh lùng anh nghĩ chỉ cần thế là đủ à anh có biết tối qua em đã nhận được những gì không quân lúng túng anh 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 không biết em nhận được gì Trang mở điện thoại ra đưa cho quân xem những bức ảnh mà Linh gửi. Đây, đây là những gì em nhận được. Anh giải thích thế nào đây? Quân sững sờ không nói nên lời. Anh hiểu rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô ích. Trang nhìn anh nước mắt lưng tròng. Em đã tin tưởng anh, nhưng anh lại phản bội em. Làm sao? Anh có thể làm điều này với em được cơ chứ? Quân cúi đầu giọng nghẹn ngào. Anh không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng anh thề rằng anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương Anh bị chuốc say Anh không biết gì cả Trang lắc đầu Thôi anh đừng nói gì nữa Em cần thời gian để suy nghĩ Anh đi ra ngoài đi Quân đau đớn rời khỏi nhà Lòng chịu nặng Anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi Và tình yêu của anh và Trang Có thể sẽ không bao giờ trở lại như xưa Những lời Trang nói hoàn toàn đúng Bấy lâu nay, Linh chính là nguyên nhân gây ra những trục trặc trong mối quan hệ của họ. Cô ta không hề thật lòng coi Quân và Trang là bạn, mà chỉ chờ thời cơ để phá vỡ hạnh phúc của họ. Quân đã nhìn nhầm người, để rồi nhận phải cái kết thảm như thế này. Trang không nói thêm gì, mà chỉ ngồi im lặng trong phòng. Quân biết rằng, chắc chắn, Trang sẽ khó lòng tha thứ cho anh ngay, nên anh lặng lặng thay quần áo và đi làm, mang theo một ít đồ sang phòng trọ của Huy để ở nhờ huy rất bất ngờ khi nhìn thấy quân cậu em vừa mới đi hưởng tuần trang mật về không lâu lại xách đồ sang ở nhờ huy đoán đôi vợ chồng trẻ đang có mâu thuẫn khó lòng giải quyết được nên không hỏi nhiều mà nhẹ nhàng chấp nhận cho quân ở lại vài hôm suốt những ngày hôm đó quân gọi cho linh không biết bao nhiêu cuộc để làm rõ mọi chuyện và bắt cô ta phải nói ra sự thật với trang nhưng linh đã không còn dùng số điện thoại đó nữa đi làm về anh cũng ghé ngay đến phòng trọ của Linh để bắt gặp nói chuyện. Nhưng cô ta đã chuyển phòng trọ và trốn biệt tâm. Quân biết mình đã phạm sai lầm khi có khoảng thời gian nghi ngờ tình cảm của Trang. Nhưng chuyện anh qua đêm với Linh, Quân nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần cũng vẫn khẳng định giữa anh và Linh không hề xảy ra chuyện gì. Cả đêm hôm đó anh chỉ ngủ bình thường, không thể nào có chuyện anh đã làm gì quá mức với Linh trong tình trạng ấy được quân lại vòng qua căn trọ của vợ chồng anh cánh cửa phòng trọ đóng chặt nhưng ánh đèn bên trong vẫn còn sáng quân đoán trang vẫn chưa ngủ nhìn qua khe cửa nhỏ nơi cửa sổ anh thấy trang đang sửa soạn cơm nước khóe mắt đỏ hoe quân biết chắc cả ngày hôm nay vợ anh đã khóc rất nhiều quân lặng lẽ chạy đi mua một ít thuốc tiêu hóa cùng một ít hoa quả sạch vì dạo này trang hay than rằng cô bị khó tiêu anh khẽ gõ cửa phòng trọ chàng vẫn ra mở cửa cho anh, nhưng ánh mắt của cô giờ chỉ toàn thấy thất vọng. Anh còn đến đây để làm gì nữa? Em đã nói là em không muốn nhìn thấy anh cơ mà. Anh biết, nhưng chẳng phải em hay bị khó tiêu sao? Anh có mua thuốc với một ít hoa quả cho em. Thôi, em tự lo được, không cần anh phải quan tâm như thế đâu. Chuyện anh sai khi nghi ngờ em, anh không chối cãi nhưng anh thề là anh chưa làm gì đi quá giới hạn với linh cả cả ngày hôm nay anh gọi cho cô ta nhưng cô ta không bắt máy anh chẳng biết phải làm sao để chứng minh cho em nữa thôi anh về đi giải thích như thế là đủ rồi nhưng em nhớ uống thuốc nhé nếu thấy khó chịu chỗ nào trong người thì cứ gọi cho anh quân dầu dĩ rời khỏi căn trọ còn trang khi ở ngoài mạnh miệng nói như thế nhưng trong lòng của cô dường như đang vỡ nát thành trăm mảnh Quân cứ một mực khẳng định anh vô tội, trang cũng biết rõ thói quen của quân mỗi khi uống say. Nhưng cô làm sao kiểm chứng được hình ảnh trần chuồng của chồng cô và bạn thân là khi anh đã say hay bị giàn dựng, hay anh đã ngủ với linh lúc còn tỉnh táo? Cô cũng muốn kiểm chứng những lời linh nói có phải là sự thật hay không. Thế nhưng sau khi gửi cho trang một loạt hình ảnh, linh cũng chặn luôn liên lạc của trang những ngày sau quân vẫn đều đặn mua thức ăn và hoa quả đưa sang cho trang trang vẫn đang rất giận quân nên cũng chưa muốn gặp mặt anh thế nhưng dần già sự tức giận trong trang cũng vơi dần theo thời gian cô đang tự hỏi liệu có phải quân bị oan liệu trang có thực sự là một người tốt công ty của trang có một chị mới vào làm chị rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người chị mới có một thời gian ngắn mà mọi người ai cũng quý chị Trang hỏi ra mới biết chị Bích là người cùng quê với cô và cùng làng với Linh. Trang rất tò mò muốn hiểu rõ hơn về con người của Linh. Chiều hôm đó khi tan làm, Trang rủ Bích. Chị Bích ơi, hôm nay về sớm, em với chị đi ăn ốc đi. Đi thôi, chị cũng biết một quán ốc ở gần công ty mình ấy, ngon lắm. Ra quán ốc, hai chị em chuyện trò rất rôm rả. Sao rồi, mới lấy chồng có thấy gì khác so với cuộc sống độc thân không hả em em vẫn thế mà chị chẳng qua là có thêm một người ngủ cùng thôi ạ à. trang vừa cười vừa nói với chị bích cô vẫn giấu mọi người chuyện gia đình cô lục đục cô không muốn mọi việc chưa ngã ngũ mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông cô khéo léo gọi chuyện với chị bích rồi hỏi chị bích ở làng đấy có biết cái linh bằng tuổi em không hả chị linh á à, em cũng quen con bé đấy à dạ vâng Trước Linh có học cùng em chị ạ." À? Chị Bích trầm ngâm một lúc rồi nói, "Em quen nó thì phải cẩn thận đấy, chị không biết bây giờ nó như thế nào, nhưng trước đây nó chính là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của chị và mối tình đầu đấy." "Sao? Nó làm gì mà lại khiến chị tan vỡ ạ?" À? "Ôi, việc cũng lâu rồi, nó chơi cùng bọn chị, thế nhưng nó thấy người yêu của chị giàu có nên nó nói xấu chị với anh ấy. Sau rồi khi anh chị chia tay thì nó nhảy vào chen chân luôn. Thế nhưng mà nó chỉ yêu anh ấy được mấy tháng rồi chia tay thôi. Ôi, nó dám làm thế cơ à chị? Ừ, thế nên á, em chơi với nó thì phải để ý đấy. Nghe chị Bích nói, Trang hiểu được rằng việc Linh gài bẫy quân là chuyện rất bình thường với một con người có tính xấu như vậy. Cô hiểu rằng quân không thực sự có lỗi trong sự việc hôm đó cả Trang và Quân đều là nạn nhân và tin vào lời của Linh nói. Đến nước này, cô cũng bắt đầu dần cảm thông cho Quân. Cô sống chung với Linh suốt 4 năm nhưng không hề nhận ra những mặt xấu được che đậy. Thì làm sao mà, thời gian ngắn ngủi Quân có thể phát hiện ra được. Yêu xa, cả hai đều khó khăn, nhưng Trang may mắn không bị ai làm phiền hay xúi dục. Còn Quân thì ngày ngày bị Linh dỉ tai những điều không tốt về cô từ một người bạn thân thiết một ngày nọ khi trang đang ở nhà cô bất ngờ nghe thấy tiếng của linh từ ngoài cổng trang nhìn ra và thấy linh đang ve vãn quân ngay trước mắt cô linh cố gắng quyến rũ quân bằng những lời ngọt ngào và cử chỉ thân mật mà không hề biết rằng trang đang quan sát từ cửa sổ quân anh còn nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta không linh nói với giọng ngọt ngào linh anh nghĩ em nên dừng lại đi anh đã có vợ rồi quân trả lời cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng anh biết mà, tình cảm của chúng ta vẫn còn... Linh tiếp tục. Không thể chịu đựng nổi, Trang quyết định hành động. Cô lấy một chậu nước lớn đi ra ngoài và hắt thẳng vào mặt của Linh. Cô có thôi ngay cái trò bẩn thỉu này đi không hả? Trang... Chàng... Đừng bao giờ bén mảng đến chồng tôi nữa, cô nghe rõ chưa? Linh đứng đó ướt sũng và bẽ mặt, không nói nên lời thấy trang tức giận như vậy linh vội vàng bỏ đi ngay quân bước lên nắm lấy tay của trang nhìn vào mắt của cô với sự biết ơn cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi cô ta có gì mà cảm ơn anh vẫn đang là chồng của tôi đấy nói rồi trang giận dỗi đi vào nhà quân nhìn theo bóng của trang mà khẽ mỉm cười anh biết rằng trang đã phần nào tha thứ cho mình nên mới ra mặt đuổi linh đi như vậy trang vào nhà đóng cửa nhìn qua khe cửa thì thấy quân vẫn đang đứng ở giữa sân. Trang khẽ cười. Cô đã thật sự bỏ qua cho sai lầm của quân. Nhưng cô nghĩ nếu cứ thế mà bỏ qua thì sợ rằng sau này anh sẽ lại tái phạm. Cô phải có một bài học cho anh nhớ đời. Tối hôm đó Trang về sớm hơn quân. Trời mưa rất to mà cô vẫn chưa thấy quân về. Cô thực sự lo lắng cho anh. Cứ có tiếng xe đi qua là cô lại tưởng quân về. Trời mưa càng to hơn, Cô xem trên TV thì thấy thông báo ngập đường khiến rất nhiều xe bị chết máy. Cô lại càng lo lắng cho quân hơn. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô mở cửa ra thì thấy quân đang đứng trước cửa phòng, người bị ướt như chuột lột. Có lẽ vì mưa rét khiến cho mặt quân tái nhợt. Thế nhưng anh nhìn cô mỉm cười và dơ một cái túi lên khoe với cô. Đây là món bánh tráng em thích anh nhất đấy. Hôm nay anh phải lặn lội mãi mới mua được. Mà khiếp, trời thì mưa to mà sao nhiều người tới ăn thế cơ chứ lại mất công anh đợi cả tiếng đồng hồ chàng nhìn quân như vậy thì xót anh lắm cô vội nói anh mau vào nhà đi đứng ở ngoài đó mưa ngấm vào là lại cảm đấy quân vừa cười vừa bước vào căn phòng quen thuộc chàng thấy quân đã ướt sẫm từ đầu tới chân cô vội nói anh mau đi thay quần áo đi để dính nước mưa là dễ ốm lắm đấy kệ ốm à, mà, mày già còn có người chăm anh Em đùa anh đấy à? Đi vào thay quần áo rồi ra đây, em có việc muốn nói." Quần nghe Trang nói như thế thì mở cờ trong bụng, anh vội vàng vào thay quần áo rồi ra ngoài gặp Trang. "Sao vậy, em có chuyện gì muốn nói với anh?" "Em đã tìm hiểu về Linh, em biết cô ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu, thế nhưng anh phải khai thật với em, đêm hôm đó anh đã làm gì với cô ta chưa? Và nếu có làm gì thì có dùng biện pháp hay không?" anh thề với em đấy hôm đó anh say quá nên chỉ ngủ thôi mà em biết thừa cái tính của anh say là ngủ chứ còn làm ăn gì được nữa thế anh muốn làm ăn được gì à trang hỏi sắc lạnh khiến cho quân giật bắn cả mình à không không ý anh là anh say ngủ thì có biết cái gì đâu thôi được rồi em tin anh nhưng em nhắc cho anh nhớ em chỉ chấp nhận một lần duy nhất này thôi nếu có lần sau anh chắc chắn sẽ phải bước ra khỏi cuộc đời của em đấy. Quân nghe Trang nói như thế thì mừng lắm, anh vội ôm chầm lấy cô và nói. Làm gì có lần thứ hai mà anh phải sợ, vợ anh đáng yêu thế này, tội gì anh lại đi đâu. Anh xin hứa với em, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa đâu. Sau sự việc với Linh, Trang và Quân quyết định ngồi lại cùng nhau để thảo luận về tương lai của họ họ biết rằng tình yêu của họ đã phải trải qua nhiều sóng gió nhưng cũng hiểu rằng để có thể tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững họ cần phải đặt ra những nguyên tắc và cam kết mới em nghĩ chúng ta nên chuyển đến một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu chàng nói trong một buổi tối yên tĩnh khi họ đang ngồi bên nhau sau bữa tối anh đồng ý chúng ta cần một không gian mới một môi trường mới để làm mới lại mọi thứ họ quyết định chuyển đến một thị trấn ở gần bờ biển nơi không một ai biết họ là ai và nơi họ có thể xây dựng lại cuộc sống từ đầu quân tìm được một công việc mới tại một công ty nhỏ trong thị trấn còn trang mở một cửa hàng nhỏ bán các sản phẩm thủ công do cô tự làm công việc mới mang lại cho họ niềm vui và sự hài lòng mà họ chưa từng có trước đây trong những ngày đầu tiên tại nơi ở mới trang và quân cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng và cách họ đối xử với nhau mỗi buổi sáng họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển hít thở không khí trong lành và nói chuyện về những kế hoạch trong tương lai những cuộc trò chuyện này giúp họ thấu hiểu nhau hơn và củng cố niềm tin vào tình yêu giữa họ một buổi sáng khi đang đi dạo trên bãi biển quân bất ngờ dừng lại và nhìn trang với ánh mắt sâu lắng anh muốn xin lỗi em vì tất cả những gì đã xảy ra anh biết anh đã làm em tổn thương và mất niềm tin vào anh." Quân nói giọng đầy chân thành. "Em đã tha thứ cho anh, chúng ta đều đã học được từ những sai lầm của mình, quan trọng là chúng ta đã cùng nhau cố gắng và xây dựng lại từ đầu." Cuộc sống mới của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ luôn sát cánh bên nhau để vượt qua mọi khó khăn. Quân học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với Trang mà không giữ lại bất kỳ điều gì trong lòng. Trang cũng học cách mở lòng và tin tưởng vào Quân nhiều hơn để không những nghi ngờ, sợ hãi chi phối tình cảm của mình. Một ngày nọ, Trang nhận được một lá thư từ một người bạn cũ ở quê. Người bạn này kể về những gì đã xảy ra với Linh sau khi Trang và Quân rời đi. Linh đã gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống và cuối cùng phải rời khỏi làng vì không chịu nổi áp lực từ dư luận. Trang cảm thấy một nỗi buồn sâu lắng nhưng cũng hiểu rằng mọi người đều phải trả giá cho những hành động của mình anh nghĩ chúng ta nên mời linh đến đây giúp cô ấy bắt đầu lại cuộc sống mới quân đề nghị vào một buổi tối khi họ đang ngồi bên nhau em cũng đã nghĩ về điều đó dù sao thì cô ấy cũng từng là bạn của chúng ta họ viết một lá thư mời linh đến thị trấn mới của họ đề nghị giúp đỡ cô tìm một công việc và một nơi ở mới một tháng sau Linh đến với vẻ ngoài mệt mỏi và ánh mắt buồn bã, Trang và Quân đón cô với sự ấm áp và lòng khoan dung. "Cảm ơn hai người đã giúp đỡ mình, mình mình thực sự hối hận về những gì mình đã làm." Linh nói, giọng đầy xúc động. "Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, quan trọng là bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng lại từ đầu." Trang đáp ôm lấy Linh. Cuộc sống của họ dần ổn định lại với sự có mặt của linh người đã học được nhiều từ sau những sai lầm của mình linh tìm được một công việc tốt tại một cửa hàng nhỏ trong thị trấn và dần dần khôi phục lại niềm tin vào cuộc sống trang quân và linh trở thành những người bạn thân thiết hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống họ nhận ra rằng tình yêu và lòng khoan dung là những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa mỗi ngày trôi qua họ cảm thấy cuộc sống này ngày càng tươi đẹp hơn với những giấc mơ và hy vọng mới một buổi tối khi ngồi bên nhau dưới ánh trăng trang nhìn quân và linh với ánh mắt biết ơn em thật sự hạnh phúc vì chúng ta đã vượt qua được tất cả và tìm thấy bình yên ở nơi này anh cũng thế chúng ta đã học được rất nhiều và trở nên mạnh mẽ hơn cảm ơn hai người đã cho mình cơ hội thứ hai mình sẽ không bao giờ quên những gì hai người đã làm cho mình đâu linh nói giọng đầy xúc động cuộc sống mới của họ tiếp tục với những niềm vui và thử thách mới nhưng với tình yêu sự khoan dung và sự hỗ trợ lẫn nhau họ biết rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ý nghĩa bên nhau trong trái tim của họ tình yêu và lòng tin tưởng ngày càng lớn mạnh trở thành nền tảng vững chắc cho mọi điều tốt đẹp họ đang cùng nhau tạo dựng. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ phải không các bạn? Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ các câu chuyện mới nhất của chúng tôi. Đừng đi đâu cả, hãy cùng chúng tôi đến với những mảnh đời tiếp theo ngay sau đây nhé. Đã gần 4 giờ sáng, Nga vẫn chằn chọc không tài nào chợp mắt được những vết bầm tím trên cơ thể cứ âm ỉ đau nhức khiến cô phải ngồi dậy cô bước ra ban công hít thở không khí trong lành buổi sớm mai hy vọng có thể làm dịu bớt nỗi đau trong lòng nga lặng lẽ nhìn ra xa ngắm nhìn khu phố đang dần thức giấc ánh đèn đường mờ nhạt và những tiếng động lặng lẽ của cuộc sống ban đêm tạo nên một cảm giác cô đơn vô tận cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi cô còn là một cô gái trẻ chưa từng nghĩ đến những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân bách một người chồng từng yêu thương cô giờ đây lại trở thành nguyên nhân của những đau khổ nhìn vào gương nga thấy hình ảnh của một người phụ nữ đã dần mất đi vẻ rạng rỡ đôi mắt từng biết cười giờ chỉ còn lại một nỗi buồn cô chạm tay lên những vết bầm tím cảm nhận được sự lạnh lẽo của nỗi đau thể xác và tinh thần cô nhớ đến những lời mẹ cô từng nói hôn nhân là một canh bạc, nếu không may mắn, con sẽ phải chịu nhiều cay đắng đấy. Tiếng gà gái vang lên từ nhà hàng xóm, đưa cô trở về thực tại. Cô chậm rãi đi vào nhà, cố gắng lê từng bước để không gây thêm một đau đớn cho cơ thể. Bách vẫn chưa về, cô không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Nga lặng lẽ vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho con gái. Sao giờ này còn chưa dậy mà dọn dẹp hả? Tiếng bà Hường vang lên từ ngoài cửa khiến cho Nga giật mình. Cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm, tạt nước lạnh lên mặt để che giấu đôi mắt sưng mọng, rồi vội vã mở cửa. Bà Hường nhìn cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Làm cái gì mà gọi mãi không thấy đâu. Con gái con lứa gì mà nhìn chán không chịu được. Như thế này à, đến lúc chồng nó no chán thì đừng có trách ai nga im lặng không cãi lại lời nói của bà hường như muối sát vào vết thương trong lòng của cô cô biết bà không cố ý nhưng những lời nói đó khiến cô không cầm được nước mắt nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến nga gần như kiệt quệ cô không thể tâm sự được với ai không thể dựa dẫm được vào ai sáng sớm nga uể oải quét sân những vết thương gặp lạnh lại càng thêm buốt cô mặc áo dài kín mít để che đi những vết bầm tím càng cúi mình quét sân thì vết thương càng nhức nhối chốc chốc cô lại khựng lại bặm chặt môi ngắm nhìn mắt để không khóc thấy con dâu quét mãi không xong bà hương không khỏi bực mình quét của cái sân mà cũng không xong quét nhanh đi rồi còn nấu cơm cho thằng chồng chứ lề mề như thế thì biết đến bao giờ mới xong hả nga rầm rớm nước mắt nghẹn ngào mẹ chồng con không có nhà mà mẹ nói đến đây nước mắt cô tuôn rơi bà hường thấy thế thì cũng khựng lại thế thằng bách đêm qua đi đâu con không gọi được à nga vừa nói vừa lau nước mắt còn con cũng không biết ạ à? nhưng con gọi mãi không được bà hường thấy con dâu khóc giọng dịu lại lại có chuyện gì với vợ chồng chúng mày nữa bà nhíu mày khẽ thở dài là mẹ chồng của nga bà từng không ưng cô đơn giản vì chuyện không môn đăng hộ đối nhà bà hường thuộc dạng khá giả ông thịnh chồng bà làm nghệ nhân làm nhà cổ và thiết kế sân vườn công trình của ông trị giá cả bạc tỷ gia đình nga hoàn toàn ngược lại bố mất sớm mẹ là công nhân may với mức lương khiêm tốn sự tranh lệch quá lớn giữa hoàn cảnh hai gia đình khiến bà không ưng cô con dâu này nhưng khi con trai quý tử đã quyết thì bà cũng phải thuận ý tổ chức đám cưới dẫu có bao nhiêu bất đồng nhưng bà hường vẫn không thể quay lưng với đứa cháu trong bụng của nga ngày cưới của nga và bách cả vùng đều nhớ là một sự kiện lộng lẫy xa hoa nhất kéo dài suốt ba ngày ba đêm nga trong bộ áo cưới trắng tinh rạng rỡ hạnh phúc như một nàng công chúa bách nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu khiến ai nấy đều ghen tị nhưng không ai biết được tương lai sẽ lại mang điều gì sau đám cưới nga từng hy vọng cuộc sống sẽ mang lại nhiều hạnh phúc bền vững tuy nhiên những đêm dài không ngủ và nỗi lo âu ngày càng lớn dần trong lòng cô bách người từng hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cô dần dần lộ rõ bản chất ham mê cờ bạc và những trò chơi đỏ đen những khoản nợ bắt đầu trồng chất tài sản trong nhà cứ thế mà vơi đi biến mất vào những cuộc chơi vô nghĩa nga cảm thấy như bị nhấn chìm trong biển nợ cô phải tự mình lo liệu chạy vạy khắp nơi để vay tiền trang trải cuộc sống và nuôi con không dám tiết lộ sự thật với nhà chồng cô lặng lẽ chịu đựng hy vọng bách sẽ thay đổi nhưng càng ngày bách càng trở nên tệ hại những đêm dài bách không về nhà nga một mình bên cửa sổ ôm con nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi một buổi sáng bà hường đến nhà và thấy cái cảnh nga đang quét sân với những bước đi khó nhọc bà hường nhìn thấy con dâu trong tình trạng tồi tệ không khỏi bực mình có mỗi cái việc quét sân mà cũng không xong làm gì mà lề mề thế hả nga chỉ biết im lặng không dám cãi lại những lời trách móc của mẹ chồng như những nhát dao cứa vào lòng cô thế chồng con đâu sao giờ này không thấy mặt mũi nó bà hường hỏi giọng lạnh lùng nga rụt rè rồi đáp anh anh ấy anh ấy vẫn chưa về mẹ ạ Bà Hường nghe thế thì càng thêm bực tức, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp và gương mặt mệt mỏi của con dâu, bà cũng dịu giọng lại. "Thôi, vào nhà nghỉ đi." Nga lặng lẽ làm theo, lòng nặng trĩu. Cô biết mình không thể cứ mãi như thế này, nhưng cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt, khiến cô cảm thấy bế tắc và đau khổ. Chỉ cần nghĩ đến đứa con sắp chào đời, cô mới có thêm động lực để tiếp tục chịu đựng và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn nga ngồi trên giường mắt hướng về phía cửa sổ lòng đầy lo lắng những tiếng thở dài không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ cô không dám đối diện với sự thật rằng người chồng yêu thương của mình đã trở nên bạo lực và tàn nhẫn bách từng hứa sẽ bảo vệ cô thế nhưng bây giờ lại là nguồn gốc của những vết bầm tím trên cơ thể cô bà hường mẹ chồng nga vốn là người phụ nữ nghiêm khắc nhưng cũng để lòng thương con Hôm nay bà bất ngờ đến thăm con dâu. Bước vào nhà, bà Hương nhận thấy sự khác thường trong thái độ của Nga. Sao con lại ở nhà một mình thế này? Bách đâu? Bà hỏi giọng đấy lo lắng. Nga không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ chồng, bà chỉ khẽ đáp. Anh ấy, anh ấy ra ngoài có việc mẹ ạ. Nhìn con dâu với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, bà Hương cảm thấy có điều gì đó không ổn bà tiến lại gần nga kéo nhẹ tay áo con dâu lên và bàng hoàng khi thấy những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng ngần ai ai đã làm con ra nông nỗi này bà hét lên không kìm được sự phẫn nộ nga ỏa lên khóc nức nở những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ mẹ ơi con mệt mỏi quá rồi con không biết phải làm sao nữa mẹ cô nghẹn ngào bà hướng ôm chặt lấy nga lòng đầy xót ra sao con không nói cho mẹ biết Chúng ta là gia đình, có chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau chứ." Nga khẽ gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của mẹ chồng. Lần đầu tiên kể từ khi cô về đây làm dâu, cô mới cảm nhận được sự an ủi thật sự. "Con con không muốn mẹ lo lắng, con sợ, con sợ mọi người sẽ nghĩ con không đủ tốt ạ." À? Bà Hương thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con dâu. "Con dâu ngoan, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều." nhưng bây giờ mẹ sẽ đứng về phía con chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này đúng lúc đó một tiếng động mạnh từ ngoài cổng vang lên cả hai giật mình nhìn ra cửa bà gã đàn ông cao to xăm trổ, đang cố tình đập cổng chuyện gì thế này bà hường hoảng hốt nga run rẩy mẹ đó là người của bách ấy đến đòi nợ họ 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 đến đòi nợ đấy ạ bà Hương lập tức đứng dậy, đối mặt với đám người bên ngoài. Các anh là ai? Tại sao lại đập cổng nhà tôi? Gã đàn ông có vết sẹo dài trên má bước tới, ánh mắt hung hãn. Gọi thằng Bách ra đây, nó nợ chúng tôi 900 triệu, hôm nay phải trả đủ. Bà Hường không hề nao núng, giọng mạnh mẽ. Con trai tôi, nó không có ở nhà, các anh có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại đến đây đòi nợ bằng cách này? Tên mặt sẹo cười khẩy. Bà già, con trai của bà nợ tiền chúng tôi Nếu không trả đủ trong tuần này Thì đừng có trách chúng tôi ác độc Nga đứng nép sau lưng của mẹ chồng Nước mắt lưng chồng Cô nhìn mẹ chồng với ánh mắt biết ơn và hy vọng Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự mạnh mẽ Của gia đình Và tin rằng dù có khó khăn đến đâu Họ cũng sẽ vượt qua được Thấy bọn chủ nợ đã đi về Bà Hương như mất hết sức lực Mà ngồi bệt xuống sàn Nga vội vàng đỡ lấy mẹ chồng từ sàn nhà Hai mẹ con dìu nhau vào trong bếp. Tiếng khóc nức nở của một đứa bé từ phòng ngủ vọng ra khiến bà Hường và Nga không kìm được nước mắt. Bà Hường ôm chặt lấy Nga nức nở. Sao con lại khổ sở đến thế này hả à con? Thằng Bách ấy, nó đã làm những gì vậy hả con? Nga bế bé, bé nguyên trên tay. Nga nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho bà Hường. Từ những lần Bách về nhà trong tình trạng say xỉn đến việc anh ta dần trở nên bạo lực hơn. Bà Hưởng nghe xong chỉ biết ôm chặt lấy con dâu, nước mắt lã trã rơi. Từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ con trai của mình nó hiền lành lắm, dù nó được chiều từ bé. Thịnh và tôi rất nghiêm khắc, không bao giờ để con trai chơi quá đà. Vậy mà, vừa mới ra ở riêng, nó đã đổ đốn đến mức như thế này. Trời ơi, bây giờ tôi phải biết sống sao đây? Nếu ông Thịnh biết chuyện, chắc ông ấy giết chết nó mất bà không dám nói với chồng nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định không thể để mặc con dâu và cháu mình tiếp tục sống trong cái cảnh ngộ hiện tại nhìn nga đang ôm con nhỏ bà không cầm được nước mắt phận gái lấy chồng như một canh bạc đen đỏ ai biết được đâu bây giờ nhà cầm cố rồi thì trước sau gì ông thịnh cũng biết chuyện thôi kiểu gì cũng chết mất thôi nga buồn rầu đáp lại giọng đầy tuyệt vọng con không dám trách anh ấy mẹ cũng đâu có lỗi con chỉ xót xa khi nghĩ đến bé nguyên thôi làm bố mẹ mà không mang lại được cuộc sống đầy đủ cho con của mình giờ tiền bạc trong nhà đã sạch bách cây nhà lá vườn anh ấy cũng đem cầm cố còn hỏi thì anh ấy đánh anh ấy chửi con nhiều lúc nghĩ đến tiền mua bỉm mua thuốc cho con cái cũng không có nữa thật là bất lực mẹ ạ bà hường không tránh khỏi sự tức giận nó dám mang nhà đi cầm cố rồi cơ à Thế sao con không bảo mẹ sớm? Mày dại thế hả con? Bây giờ nhà cầm cố rồi thì trước sau gì ấy ông Thịnh cũng biết chuyện, kiểu gì cũng chết thôi con ạ. À. Bà Hương không thể nào ngồi yên, quyết định phải làm gì đó để giải quyết tình thế. Thôi nào, bây giờ bà phải nghĩ ra cách để giúp hai mẹ con máy thoát khỏi tình trạng này. Chúng ta không thể chỉ ngồi đây và đợi mọi thứ tự khắc ổn thỏa được đâu. Bà kéo tay nga, mặt đầy quyết tâm rồi nói con vào thay đồ đi mẹ sẽ đi gặp ông thịnh nói chuyện mình phải làm gì đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nga ngập ngừng nước mắt vẫn còn lưng tròng nhưng mẹ ơi nếu bố biết chuyện mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn đấy hả? bố rất nghiêm khắc con sợ ông ấy sẽ không tha thứ cho bách đâu bà Hường thở dài ánh mắt chịu nặng con ạ à, chúng ta không thể giấu mãi được ông ấy là bố của thằng bách dù sao cũng phải biết chuyện chứ để có thể giúp đỡ. Đúng là Bách đã sai, nhưng chúng ta không thể để con và cháu tiếp tục chịu đựng như thế này. Hơn nữa, có thể khi biết được toàn bộ sự thật, ông ấy sẽ có cách giúp đỡ chúng ta. Vừa dứt lời tiếng chuông cửa vang lên, Nga giật mình, bà Hương vội vàng đi mở cửa. Trước mặt họ là ông Thịnh, vẻ mặt lo lắng. Sao thế? Tôi nghe nói có chuyện gì đó không ổn ở đây. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ hàng xóm. Nga, con có khỏe không? Tôi nghe nói con có vấn đề. Nga không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn ông Thịnh ánh mắt đầy xin lỗi. Bà Hường gạt nước mắt, nắm tay ông Thịnh. Anh à, chúng ta cần nói chuyện. Có rất nhiều việc anh cần biết. Con trai của chúng ta, Bách, nó... Họ cùng nhau ngồi xuống, bà Hường từ từ kể lại mọi chuyện cho ông Thịnh nghe. Từ những lần Bách về nhà say xỉn đến những hành động bạo lực với Nga, Ông Thịnh nghe xong không nói nên lời, chỉ biết ngồi im, ánh mắt đượm buồn. Ông Thịnh thở dài. Thật không ngờ, tôi đã sai lầm khi không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bây giờ, chúng ta phải làm gì để sửa chữa sai lầm này đây? Con trai tôi và gia đình của nó không thể tiếp tục như thế này được. Cuộc trò chuyện kéo dài mãi vào đêm, mỗi người đều đau đáu một suy nghĩ về cách giải quyết mọi rắc rối, không chỉ vì bách mà còn vì Nga và đứa bé ông thịnh quyết định sẽ đi tìm gặp bách ngày hôm sau để nói chuyện phải trái và tìm cách hàn gắn những tổn thương đã gây ra cho gia đình nhỏ của con trai mình bà hường nhìn ông thịnh với vẻ mặt quyết tâm chúng ta không thể để tình trạng này tiếp tục được tôi hiểu rằng chuyện này rất khó khăn nhưng bây giờ không chỉ là về bách nữa nga và đứa bé cũng là một phần của gia đình này anh có cách nào không Ông Thịnh sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu. "Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đưa Bách đi tư vấn tâm lý, tôi sẽ nói chuyện với nó, thuyết phục nó nhận ra hậu quả của những hành động này và cần sự trợ giúp chuyên môn. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng nó hiểu và nếu không thay đổi, nó có thể sẽ mất cả gia đình." Nga dù vẫn còn lo lắng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi cuối cùng có sự hỗ trợ từ ông Thịnh con cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ con ạ. Ông Thịnh và bà Hường chuẩn bị rời khỏi phòng, tiếng gọi vang lên từ bên ngoài. Nga! Nga ơi! Là tiếng của chị Hạ hàng xóm. Có chuyện gì thế hả chị Hạ? Chị Hạ hớt hải. Tiền đây, có tiền đây. Có người thấy thằng Bách ở quán ba gần đây. Chồng không ổn lắm đâu. Em có nên qua đó xem sao không? Trái tim của Nga như bị bóp nghẹt. Cô nhìn ông Thịnh và bà Hường hy vọng tìm được sự đồng thuận trong ánh mắt của họ. Ông Thịnh gật đầu. Chúng ta cùng đi, chuyện này cần phải giải quyết ngay. Cả ba người lên xe, lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cũng rất quyết tâm. Đêm đó, không ai ngờ rằng cuộc đối đầu sắp tới sẽ là bước ngoặt quan trọng, không chỉ đối với Bách mà còn đối với cả gia đình họ. Họ biết rằng mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng ít nhất họ đang cùng nhau đối mặt với nó. Khi xe dừng lại trước quán bar, ánh đèn lê ông mờ mờ chiếu sáng bầu không khí ẩm ướt của đêm. Ông Thịnh, bà Hường và Nga bước vào, ánh mắt tìm kiếm bách trong đám đông. Nga nắm chặt tay bà Hường, cảm giác lo lắng khiến cho tim của cô đập nhanh. Bách đang ngồi lẻ loi ở một góc quán, mắt đỏ hoe, trông rất mệt mỏi. Thấy gia đình của mình, anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng có chút căng thẳng. Ông Thịnh tiến lên trước, ánh mắt đầy thất vọng nhưng cũng bộc lộ rõ quan điểm sâu sắc. Bách, con cần phải về nhà ngay bây giờ. Ông Thịnh nói giọng đấy nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu vẻ ân cần. Chúng ta có rất nhiều điều cần phải nói với nhau. Bách nhìn cha mình rồi lại nhìn Nga và nhìn bà Hường. Anh ta trần trừ một lát rồi gật đầu. Dường như nhận ra không thể trốn tránh thêm nữa. Họ cùng nhau rời quán ba, Không ai nói thêm một lời nào cho đến khi về đến nhà trong phòng khách ông thịnh bắt đầu cuộc đối thoại bách con phải hiểu hành vi của con không chỉ ảnh hưởng đến bản thân con mà còn đến nga và con bé nữa con không thể tiếp tục như thế này được đâu gia đình là để yêu thương và hỗ trợ nhau chứ không phải là để làm tổn thương nhau bách cúi đầu ánh mắt né tránh con con biết mình đã sai nhưng con không biết phải làm thế nào để thay đổi cả anh thừa nhận giọng run run còn không muốn mất họ nhưng cũng không biết cách để dừng lại ạ à. Nga bước lên tay vẫn run rẩy nhưng ánh mắt để quyết tâm chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ mà anh có những chương trình tư vấn những nhóm hỗ trợ anh không phải đối mặt một mình đâu nhưng mà con phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và bắt đầu làm việc để thay đổi đi vì chúng ta vì cái gia đình nhỏ của con đấy con ạ à. bách cuối cùng cũng ngẩng đầu ánh mắt bắt gặp của Nga rồi nhìn sang ông Thịnh và bà Hường. Vâng, con sẽ thử ạ. Con sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa những sai lầm mà mình đã làm. Anh nói giọng còn chút do dự nhưng cũng có phần hy vọng. Cuộc hội thoại đó không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho hành trình khó khăn nhưng cần thiết để Bách và gia đình anh sẽ phải trải qua cùng nhau. Ông Thịnh và bà Hường cùng Nga đã sẵn sàng hỗ trợ Bách trong mỗi bước đi Hy vọng rằng anh có thể tìm lại được con đường đúng đắn và mang lại hạnh phúc thật sự cho gia đình nhỏ của anh. Khi Bách quyết định bắt đầu làm lại cuộc đời, anh không ngờ rằng những quyết định sai lầm trong quá khứ sẽ nhanh chóng bắt kịp anh. Một buổi chiều, khi anh đang trên đường về nhà sau buổi họp đầu tiên với nhà tư vấn, anh bị một nhóm người lạ mặt chặn đường. Họ là những kẻ đòi nợ mà anh đã vay trong thời gian anh xa vào cờ bạc rượu chè những nhóm người này không nói nhiều họ chỉ đưa ra những lời lẽ đe dọa và khi bách không thể ngay lập tức trả nợ được số tiền họ yêu cầu họ đã không ngần ngại sử dụng bạo lực cuộc tấn công dữ dội khiến cho bách bị thương nặng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tin tức về vụ việc nhanh chóng tới tai của nga và bà hường cả hai người phụ nữ đau đớn và lo lắng vội vã đến bệnh viện khi thấy bách bất động trên giường bệnh với những vết thương đầy mình nga không kìm được nước mắt sự tức giận lo lắng và bất lực tràn ngập trong lòng cô ông thịnh khi nhận được tiên vội vàng từ công ty trở về nhìn thấy con trai của mình trong tình trạng đó ông cảm thấy vừa tức giận vừa xót xa ông biết rằng dù gia đình muốn giúp bách thoát khỏi quá khứ nhưng những món nợ anh đã vay và những rắc rối anh đã gây ra không dễ dàng biến mất trong căn phòng bệnh, ông Thịnh nắm chặt tay con trai, giọng ông đấy xúc động. còn phải chiến đấu Bách ạ, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này, gia đình sẽ luôn ở bên cạnh con. Trong căn phòng bệnh vắng lặng của bệnh viện, tiếng máy thở và nhịp tim đều đặn của Bách vang lên như những bản nhạc buồn của cuộc đời anh. ngang ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay của Bách, mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tái nhợt của anh cô không thể tin rằng chỉ trong vài giờ cuộc đời của họ lại rơi vào tình cảnh tối tăm như vậy nga cảm nhận được nỗi đau xé lòng khi nhìn thấy người chồng từng là trụ cột vững chắc của gia đình bây giờ đây nằm bất động trước mắt cô những ký ức về những ngày hạnh phúc của họ mới cưới hiện lên trong đầu của nga khiến nước mắt của cô trào ra bách lúc đó là một người đàn ông tràn đầy sức sống và ước mơ luôn làm cô cười và cảm thấy an toàn nhưng bây giờ đây những bóng tối của quá khứ và những sai lầm đã kéo anh xuống vực sâu của tuyệt vọng trong lúc nga đang chìm trong suy nghĩ bà Hương và ông Thịnh bước vào ánh mắt của họ đượm buồn nhưng cũng chất chứa đầy hy vọng ông Thịnh tiến lại gần đặt tay lên vai của nga con à chúng ta sẽ phải mạnh mẽ bách cần chúng ta bây giờ hơn bao giờ hết đó con chúng ta không thể để nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chiến thắng được Nga gật đầu, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Bà Hường ngồi xuống bên kia giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bách. Con trai, mẹ biết con sẽ qua được mà. Con đã chiến đấu nhiều rồi, bây giờ cũng không phải ngoại lệ đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này, con nhé. Cố lên con. Khi đêm buông xuống, Nga quyết định rằng cô phải làm điều gì đó để thay đổi tình hình. Cô biết rằng chỉ có bằng cách giúp Bách tìm được lại hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, anh mới có thể tìm thấy động lực để chiến đấu với những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Cô bắt đầu tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các nhóm cai nghiện và tư vấn tâm lý. Cô gọi điện, gặp gỡ các chuyên gia và thu xếp các buổi tư vấn cho Bách ngay sau khi anh có thể rời bệnh viện. Nga cũng dành thời gian nói chuyện với Bách kể cho anh nghe về những kế hoạch và tương lai tươi sáng mà bọn họ có thể cùng nhau và đứa con gái nhỏ cô nhắc nhở anh về tình yêu và trách nhiệm của anh đối với gia đình em và con gái của chúng ta đang chờ anh trở về đó bách chúng ta còn nhiều điều phải làm lắm nhiều giấc mơ phải thực hiện đừng có bỏ cuộc có được không em yêu anh và em biết rằng anh cũng vậy những ngày tiếp theo nga dành mọi giờ phút rảnh rỗi để ở bên cạnh bách đọc sách cho anh nghe và kể cho anh những câu chuyện về những nơi mà sau này họ có thể cùng nhau khám phá dần dà bắt đầu bách phản ứng dù chỉ là những cái nắm tay nhẹ nhàng hoặc ánh mắt tìm kiếm mỗi dấu hiệu nhỏ cũng làm cho nga và gia đình anh thêm nhiều hy vọng khi bách cuối cùng cũng mở mắt và nhìn thấy nga nụ cười mệt mỏi nhưng đầy yêu thương hiện lên trên khuôn mặt của anh Em đây. Nga nói, nước mắt một lần nữa lại trào ra. Nhưng lần này là nước mắt của niềm hạnh phúc và niềm vui, sự nhẹ nhõm. Anh, anh đã trở lại với chúng ta rồi. Ngày Bách được xuất viện, cả gia đình đều có mặt để đón anh. Ông Thịnh và bà Hường nhìn con trai của mình với ánh mắt tự hào và nhẹ nhõm. Họ biết rằng con đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng họ cũng biết rằng họ có nhau với tình yêu và sự ủng hộ lẫn nhau không gì là không thể trong chiếc xe trở về nhà bách nắm tay của nga cảm ơn em đã không từ bỏ anh nga à anh biết mình còn rất nhiều việc phải làm để chuộc lại lỗi lầm nhưng anh hứa sẽ làm tất cả để không bao giờ để em và con phải khổ sở vì anh nữa nga mỉm cười biết rằng họ đã sẵn sàng đối mặt với tương lai dù nó có thể mang lại thách thức gì sau khi bách được xuất viện cả gia đình đón nhận một khởi đầu mới nga và bách với sự hỗ trợ từ ông thịnh và bà hường quyết tâm không chỉ phục hồi về mặt sức khỏe và tâm lý mà còn cải thiện cả tình hình tài chính của gia đình họ hiểu rằng để xây dựng lại từ đống đổ vỡ không chỉ cần có sức mạnh và lòng can đảm mà còn cần có kế hoạch và hành động cụ thể bách sau khi trải qua các phiên tư vấn và liệu pháp bắt đầu thấy được giá trị của việc làm việc chăm chỉ và trách nhiệm đối với gia đình anh quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu và bắt đầu tìm kiếm công việc dù khó khăn ban đầu do hồ sơ cá nhân của anh không mấy ấn tượng nhưng với sự giúp đỡ của nga và lời giới thiệu từ ông thịnh bách cuối cùng cũng tìm được một công việc ổn định tại một xưởng sản xuất tại địa phương công việc này không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp Bách xây dựng lại sự tự tin và cảm giác có ích cho gia đình và xã hội. Nga với bản tính kiên cường không ngại khó khăn, quyết định khởi nghiệp bằng cách mở một cửa hàng nhỏ bán đồ handmade từ đồ trang trí nhà cửa đến quần áo và phụ kiện. Nga đã dành nhiều tháng để học hỏi kỹ năng từ thiết kế đến marketing và quản lý kinh doanh qua các khóa học trực tuyến và từ sự giúp đỡ của các doanh nhân trong cộng đồng Cửa hàng của Nga từ từ phát triển nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng tận tâm. Nga cũng không ngừng sáng tạo, luôn tìm tòi những ý tưởng mới để thu hút khách hàng, dần dần cửa hàng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người trong khu vực, mang lại nguồn thu nhập ổn định và có thể giúp gia đình cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Bách nhận thấy sự nỗ lực và thành công của vợ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc mở rộng kinh doanh anh và Nga bắt đầu lên kế hoạch cho một dự án mới. Một xưởng sản xuất nhỏ, chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mà Nga thiết kế. Bách đảm nhận phần vận hành kỹ thuật sản xuất, trong khi Nga tập trung vào thiết kế và tiếp thị. Quá trình này không hề dễ dàng, họ phải đối mặt với nhiều thách thức. Từ việc tìm kiếm nguồn vốn ban đầu, thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị, đến việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Tuy nhiên với sự kiên trì và quyết tâm, dự án từ từ đi vào hoạt động khi xưởng sản xuất bắt đầu hoạt động sản phẩm họ làm ra nhanh chóng được thị trường đón nhận nhờ vào chất lượng và tính sáng tạo đơn hàng ngày càng tăng và thương hiệu của họ bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn nga và bách tiếp tục mở rộng kinh doanh đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mỗi bước tiến trong việc kinh doanh nga và bách càng thêm gắn kết hiểu nhau hơn họ cùng nhau chia sẻ mọi thăng trầm và luôn dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình con gái của họ cũng bắt đầu thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật và thiết kế như mẹ qua nhiều năm không chỉ xây dựng được một doanh nghiệp thành công nga và bách còn xây dựng được một mái ấm đầy yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau họ đã chứng minh rằng với tình yêu sự kiên trì và nỗ lực không ngừng có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống